Võ nhẫn xoàng, võ này là có 3 lớp hột xoàng nha. Vị trí của cái nhụy là có một tầng, rồi bung ra ở dưới một tầng, rồi gần phía ngoài thêm một tầng hột xoàng nữa. Khách ơi, đây là form lớn nha khách, tối thiểu vô viên chủ là 5 ly 4. Và max luôn là mình có thể vô được cái viên 9 ly. Nhưng mà theo như mình nghĩ là đẹp nhất là từ 5 ly 4 tới 7 ly 2 ha. Với lại cái giá, cái size của kim cương như vậy là đeo cũng rất là đẹp rồi. Trọng lượng của nó là 6,32 gram vàng, vàng ý 750. Vỏ này dày từ chấu cho tới đai xoàng. Thì nó có tất cả là 8 viên hộp xoàng 3 ly 2, 3 ly 3 hộp xoàng tròn, 8 viên 2 ly 6, 2 ly rưỡi, 44 viên 1 ly rưỡi, 1 ly 8, 24 viên emerald 2 ly rưỡi. Ngoài ra có thêm 8 viên hộp xoàng baguette nằm ở vị trí bên hông. Thì những cái viên baguette này nó tầm khoảng 2 ly 7, 2 ly 8. Tất cả những viên kim cương trong cái ổ nhẫn xoàng này là những viên kim cương trắng top DEF được kiểm định bởi GAA. Vỏ này là vỏ nhập nha, chứ không phải là vỏ trong nước chế tác. Đây là những viên kim cương tắm của GAA từ 1 ly 8 cho tới 2 ly 73. Rồi, khách có nhu cầu mua hộp xoàng GAA bên em là từ 3 ly 6 cho tới 9 ly là có sẵn, hoặc là từ 4 ly cho tới 8 ly BNG cũng có sẵn từ DEFG. Còn khách có nhu cầu mua những viên hai kiểm định là 5 ly 4, 7 ly 2, nếu mà khách mua vừa vỏ và vừa hộp bên em sẽ tính giá ưu đãi nha. Giá của cái vỏ xoàng này á là có giá là 72.500.000 đồng. Còn khách lấy vàng 585 size hộp xoàng nhỏ hơn thì nó chỉ rơi vào khoảng là 53-54 triệu thôi. Size này là size lớn cho nên giá này nha khách yêu. Mua hàng vui lòng gọi em 0907 46 3131.